Những cô gái chân dài của đội bóng chuyền VTV Bình Điền Long An trong một buổi tập tại nhà thi đấu mới sửa sàn của tỉnh rất khang trang. Có tiếp xúc trực tiếp mới thấy choáng về chiều cao của vận động viên bóng chuyền. Như đối chuyền sinh năm 1999 mang áo số 2 Đặng Thị Kim Thanh. Cô còn thấp hơn 5-7 người trong đội nhưng cao đến 1m77. Còn đây là chủ công Trần Thị Thanh Thúy, cô gái có biệt danh 4T cao đến 1m93. Hết hợp đồng cho mượn đến câu lạc bộ Denso Aribis của Nhật Bản, Thúy trở về tập luyện cùng đội tại Long An để hướng đến vòng 1 giải vô địch quốc gia, dự kiến khởi tranh vào giữa tháng 3 năm 2021. Khi nhận được cái quyết định để mà về cái đội bóng VTV Bình Điền Long An thì các em nó đang nằm ở, tức là rớt xuống top 5, tức là hai nữa là tinh thần các em nó đi xuống rất là nhiều. Thì trước cái áp lực đó là ban huấn luyện cũng, ban lãnh đạo Bình Điền cũng cố gắng để mà đưa đội trở lên cái top 4 trở lại, thì cái áp lực cũng rất là nặng. Nhưng mà hiện giờ thì các em nó đã vào guồng máy, tinh thần rồi tất cả các em nó đang dâng lên rất cao để chuẩn bị cho mùa giải năm 2021 sắp tới. Thì về mặt con người thì vẫn là những tất cả các vận động viên trẻ là cố gắng nâng thể lực tất cả các em lên, nhất là vai trò chủ lực của Thanh Thúy, thì Thanh Thúy phải đủ thể lực để mà gồng gánh đội. Thì tất cả những cái nhiệm vụ Thanh Thúy phải hiểu được cái vai trò của mình để mà cố gắng dẫn dắt đội, các em trẻ ở trong đội cố gắng nỗ lực theo Thanh Thúy. Thì hiện nay là cái thay đổi của các em đó là lối chơi, tức là bắt đầu là chuyển cái lối chơi với tốc độ nhanh hơn. Hai nữa là ở cái mặt giữa là đang thay đổi cái tốc độ đánh của mặt giữa, nâng cái lối đánh của các em từ đánh nhanh đánh lao, chứ không có là chỉ có đánh một chân như là lúc trước nữa. Hai nữa là phối hợp cho Thanh Thúy ở cái tái phát bóng, là Thanh Thúy phải nâng cái tốc độ phát bóng lên để mà thể hiện được cái vai trò của em. Chúng ta phải đào tạo rồi phải sử dụng tất cả vận động viên nhà thì rất là khó khăn. Nhưng mà có một cái là các em nó cùng một đội từ cái nhỏ lớn lên thì các em nó gắn bó hơn, cái đội gắn kết hơn, và tình cảm của các em đối với VTV Bình Điền là máu lửa hơn. Nếu ai đó nói thể thao của phái đẹp thiếu sức mạnh, thiếu quyết liệt thì phải nghĩ lại khi xem các cô gái này tập luyện trên sân. Bóng chuyền đòi hỏi nhiều sức bật. Vì vậy, nếu tập và thi đấu trên sân không đủ tiêu chuẩn, vận động viên sẽ dễ gặp chấn thương, đặc biệt là ở phần đầu gối. Đầu năm 2021, tỉnh Long An đã khánh thành nhà tập luyện và thi đấu mới với chất lượng cơ sở vật chất phù hợp cho vận động viên chuyên nghiệp. Năm qua, công ty thể thao Bình Điền Long An cũng đã hỗ trợ đầu tư, đồng hành cùng với địa phương những cái nhà sân tập phụ nè, rồi các trang thiết bị hỗ trợ như thảm, rồi các cái phương tiện dụng cụ để mà hỗ trợ cho phòng tập gym mà sở cũng đã đầu tư trong cái thời gian qua. Thì phải nói là cái sự gắn kết và chia sẻ của Bình Điền với địa phương thì phải nói là rất đồng hành, luôn luôn quan điểm là cùng nhau chia sẻ để mà đạt được cái trình độ chuyên môn đỉnh cao của bộ môn bóng chuyền, thì để chấn chỉnh cũng như là để vực dậy, lấy cái tinh thần như là để cho vận động viên như là thể hiện và chứng minh nhiều hơn nữa. Lãnh đạo công ty thể thao Bình Điền Long An đã cải tổ về chế độ tiền lương, chính sách an sinh, cũng như là thay đổi về cái cơ cấu nhân sự ban huấn luyện để mà truyền có cái sự truyền lửa thể hiện vì mộc sắc áo để năm 2021 này coi như là lấy lại những gì đã trôi qua. Về góc độ địa phương, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Long An cũng đã đầu tư cơ sở hạ tầng dần dần để ổn định, nâng cao về mặt chuyên môn bóng chuyền trong nhà cũng như là về mặt thể lực để mà đáp ứng phù hợp với cái xu thế hiện nay. Thì địa phương cũng đã xây dựng được cái nhà tập gym, tập thể lực cùng với khu ở cho vận động viên cũng là rất là khang trang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan khu vực lưu trú của vận động viên. Không thể nói là sang trọng như của một số đội bóng đá nam, nhưng nơi đây rất sạch sẽ, thoáng mát và hẳn nhiên là ngăn nắp vì luôn được dọn dẹp bởi bàn tay của các cô gái này. Kim Thanh, Kim Liên và đồng đội là những cô gái 9X, 10X. Họ hồn nhiên, vô tư và xem đội bóng như gia đình, luôn chan hòa, yêu thương, gắn kết để rồi tìm tiếng nói chung trên sân đấu.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.